Hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những bàn thắng đỉnh cao có 102 trong làng túc cầu. Các cầu thủ cho thấy mình đã quá hiểu nhau, hàng loạt những pha bật nhã đẳng cấp phối hợp trong vòng vây của cầu thủ đối phương và kết thúc bằng pha dứt điểm thành bàn cho pha bóng điểm 10 này. Cập bến Manchester United với mức giá kỷ lục 100 triệu euro và ngay lập tức được huấn luyện viên Erik ten Hag điền tên vào đội hình chính thức cho trận derby. Nhưng Anthony đã không làm mọi người thất vọng khi chính anh đã có màn thể hiện tuyệt vời và hơn thế nữa là bàn thắng đẹp mắt ngay trong lần đầu tiên ra mắt đội bóng mới. Bóng dáng của một đội bóng lớn của những mùa giải gần đây đã dần biến mất, câu lạc bộ Liverpool dần rơi vào khủng hoảng. Pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng mà hàng thủ đội bóng do Jurgen Klopp dẫn dắt lại thi đấu như mơ ngủ và để thủng lưới rất dễ dàng. Pha bóng đẳng cấp của anh chàng cầu thủ này, anh ta độc diễn qua hàng loạt hậu vệ trước khi đặt lòng gọn gàng mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Một trong những tiền đạo xuất sắc trên thế giới thì không có điều gì có thể ngăn cản Lewandowski ngừng ghi bàn. Anh đã và đang liên tục nổ súng cho Barcelona, giúp đội bóng này bay cao trên bảng xếp hạng. Pha truy cản chính xác và đặc biệt là tình huống bứt tốc như một chiếc xe công thức một trước đó đã giúp Atletico Madrid tránh được bàn thua trông thấy. Hoàn hảo chắc hẳn là từ ngữ chính xác nhất trong pha bóng này. Các cầu thủ phối hợp như trong một buổi đá tập và bàn thắng là điều tất yếu đã xảy ra. Pha đánh gót như có mắt sau lưng đã đánh lừa tất cả cầu thủ đối phương và mở ra khoảng trống mênh mông cho đồng đội ghi bàn đẹp mắt. Pha ngã bàn đèn đẳng cấp đưa trái bóng đi thẳng vào góc chữ A trong sự bất lực của thủ thành đối phương. Có lẽ pha bóng này sẽ được nhắc lại trong đêm trao giải bàn thắng đẹp nhất năm. Bóng dáng Roberto Carlos đã được tái hiện lại với pha vuốt má ngoài đẳng cấp của anh chàng cầu thủ này. Giroud luôn là như vậy, những tình huống tưởng chừng như không thể ghi bàn, anh ta lại có thể làm được. Một pha bay người chạm bóng tinh tế đưa trái bóng bay vào khung thành. Cái tên không được đánh giá quá cao như Mbappe hay Erling Haaland, nhưng lại đang là cầu thủ thành công nhất khi anh với tốc độ kỹ thuật của mình đã từng bước trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới. Có lẽ đến cả cầu thủ ghi bàn này cũng không hiểu vì sao mình lại làm được điều đó. Chắc hẳn đây sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Ivan Toni đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh và hai bàn thắng này đã phần nào chứng tỏ phong độ thăng hoa đó. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out. Thoát súng thông minh nhận đường chọc khe từ đồng đội trước khi lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn đã đem về cho anh chàng này bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Bruno Fernandes đang dần lấy lại phong độ của mình, bằng chứng là hai pha kiến tạo đẳng cấp giúp Manchester United vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1. Đáp lại sự kỳ vọng với màn chào đón hoành tráng dành cho mình, Paulo Dybala đã có cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo AS Roma.
Trong chiến thắng kịch tính 2-1 của Chelsea, hậu vệ cánh Ben Chilwell đã có pha ghi bàn đầy tinh quái khi anh mạo hiểm xỏ háng thủ thành đối phương. Không gì có thể ngăn cản tiền đạo người Ba Lan Lewandowski ghi bàn. Anh nổ súng qua từng vòng đấu và ngay cả khi anh đánh gót cũng có thể đem về bàn thắng. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng mà phản xạ và kinh nghiệm của Thiago Silva vẫn còn đó. Pha bóng giúp Chelsea thoát được bàn thua ngay trước vạch vôi. Không rõ anh chàng này chuyền hay sút nữa và đã khiến cho bàn thắng đến một cách đầy bất ngờ. Mới chỉ 16 tuổi nhưng mà cầu thủ trẻ này đã có pha xử lý khiến cho đàn anh phải há hốc mồm quan sát, hứa hẹn sẽ là một tài năng sáng giá trong tương lai gần. Không thể tin nổi vào mắt mình, pha dứt điểm là vô cùng hiểm hóc, nhưng anh chàng thủ môn câu lạc bộ AC Milan lại còn xuất sắc hơn với pha bay người đẳng cấp. Câu lạc bộ Chelsea đang sống bằng hơi thở của Raheem Sterling. Dù chỉ là một tân binh, nhưng anh đã hòa nhập rất nhanh và liên tục đem về những bàn thắng cho đội bóng thành London. Chỉ cần một pha ngước nhìn trước khi tung ra đường chọc khe đẳng cấp, anh chàng này đã đặt đồng đội mình vào vị trí không thể không ghi bàn. Dù không chi quá nhiều trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Juventus luôn có những cái tên biết tỏa sáng đúng lúc. Và lần này là Vlahovic ghi bàn với pha đá phạt hàng rào không thể cản phá. Trở lại sau pha chấn thương kinh hoàng, cầu thủ trẻ Harvey Elliott bên phía Liverpool đang trở thành một trong những nhân tố không thể thay thế của The Cup. Vừa rồi là tổng hợp những pha làm bàn đẹp mắt có 102 trong làng túc cầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.